Shop Ba Trang giới thiệu mọi người. Hôm nay giới thiệu cái sản phẩm đó là cái đầu máy cắt cỏ 260 và đầu máy cắt cỏ 330, bố nhỏ bố lớn đấy. Thì sản phẩm này thì có hộp này, hộp của Vina Green hàng Việt đấy. Hình thức con này là nó nhìn bề ngoài nhìn nó khá giống Thụy Điển 143, nhãn 143, mà mình thấy phụ tùng của nó trông khá ổn. Nó có AIP này, nhìn khá chắc chắn. Con này thì tôm rời, ố rời, các mình có thể lắp vào chế này, xe đạp này, máy phun này, máy bình xịt thuốc này, bơm nước này. Đấy. Các bác nào mà ví dụ mà dùng cái máy mà bố nhỏ này thì máy hỏng thì có thể mình bây giờ đi ra tiệm thay cái chế con này. Cái chế của nó bây giờ chế đẹp của nó thợ thay 200.000, bộ hơi của nó rơi tầm mấy trăm nghìn rồi, 300.000 bằng luôn con máy mới. Máy hỏng thì cân nhắc cũng có thể dùng tầm 2-3 năm thì quăng mua con mới được. Chế này, chế master nhá, HDHIC này, chế đẹp luôn. Đấy, khá đẹp. Một con này thì đó là cái sản phẩm của Vinagreen nhập khẩu này của Điện Máy Hòa Bình nhập khẩu. Mùa này thì đang dịch corona nên em về được ít hàng quá, bây đang cháy hàng không có hàng về. Hòa Bình Điện Máy Nông Nghiệp đây, cổ cứ như này. Con này thì em đang bán với giá 550 bán, giá là chưa bao ship. Các bác nào mà lấy thêm cả tay lãi của nó là 600 nhé, 550 là nó chưa bao gồm tay lãi đâu. Tay lãi em bán riêng, giá đấy là để giá tốt rồi, khá chắc chắn. Cả bộ tay lãi nó ấy. Cái nào mà có tay lái rồi thì đây, đây cái đầu 330, đầu bố lớn. Cái này nhìn ngoài thì nó lại giống, nhìn khá giống Mitsu giống TL33 về bóc đi dán tem TL33 và thì không phát hiện được. Màu giống luôn. Con này cũng có giá bán là 600. Bác nào lấy thêm cả tay lái thì nó là 650 nhá. Giá em đang bán là 600, giá rất đẹp. Đấy. Bác nào có cần về mà có thể máy hỏng hóc dùng tầm 2-3 năm là quăng đi mua con mới được. Con này nòng 36 ly lốc CX36A này. Con này nòng 34 ly. Rồi bây giờ cửa hàng em thì chuyên kinh doanh máy cắt cỏ này, máy cắt cỏ Nhật bãi này, phụ tùng máy cắt cỏ, các loại dao, máy lưỡi máy cắt cỏ này. Các bác nào quan tâm sản phẩm liên hệ số điện thoại 0976 123 320 để em tư vấn. Đấy, ok, em cảm ơn.